Hey, what's up, everybody? This is Moy. I've been awake for like 24 hours. Yeah, I'm about to go to school. It's like 5 something. I'm about to eat, watch a little bit TV, and then head out to school. Yep. I don't know why. I just didn't feel like sleeping today. But yeah, sometimes when I don't sleep or I go exercise too much, my brain is so tired that like it doesn't think that much. Yeah. So sometimes it helps, you know, staying awake too long and then you don't think because your brain is so tired. Yeah, but I'm about to make a really quick meal. This is mainly, most of my morning meals are either eggs, cereal, or noodle, but I'm making eggs today. Yeah, I got rice, my rice cooked. I haven't eaten rice in like 4 or 5 days and I'm craving rice. I know, I'm a fob. It's okay, don't hate. Chào anh lưu hôm nay. This, I'm letting you guys listen. I'm turning my MP3 player on max, and this is my favorite song. It's called Mộc Thời Đã Xa by Phương Thanh. This is my all-time classic. Like, I never get tired of this song. Like, when I'm down, or like, no, when I'm down, I like to hear upbeat song. But when I'm reminiscing, thinking of the past, having a long time with myself, I always listen to this song. Đến bên nhau, tìm giang dối. Okay. Bắt lửa lên để nó một chút. Ta đến bên nhau tình yêu rồi lừa đi. Yeah. Dầu nhiễu, dầu nhiễu, dầu nhiễu. Thường thường á, mới có hai loại hột vịt mới sẽ làm hột vịt giống như hột vịt bình thường á, you know, where mình chỉ đập cái trứng xong chiên cho nó chín thôi. Còn cái loại mà hột vịt kho á, nhưng mà bây giờ mới không làm hột vịt kho, tại mà lâu rồi mới không ăn hột kho, nhưng mà bây giờ mới ăn thèm là cơm với hột vịt với nước tương á. Yeah, nước tương all time favorite too. Nói thiệt, nếu mà hai điều làm người Việt Nam phải biết ăn nước tương và cơm. Lật 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 lật. Làm hộp dịch nhiều quá mà biết tự đập một tay. Đập một tay xong mở nhìn thấy không? Có ai mà giỏi như mới đâu như nó. Yeah. Đứng ganh tị, mới biết có gì ganh tị lắm nha. Không sao đâu, không cần ganh tị đâu. Cái ông chủ á, ổng cũng like ổng tốt á, tại ổng biết hôm nay mới đi sớm hơn ổng. Cái xong ổng cái it's a townhouse, mấy cái nhà mà dính liền với nhau á, bởi vì ổng biết mới sẽ đi sớm hơn ổng, bởi ổng không có đậu ở sau lưng mới, tại vì cái này townhouse, bởi vì nó chỉ có một cái driveway thôi, cái đường đậu xe đó là chỉ có một cái thôi, bởi vì ổng đậu ở ngoài đường. Cái xong tại mới đậu trong cái driveway rồi, bởi ổng đậu ngoài đường để sáng mới khỏi cần dè xe của ổng. Yeah, he's really thoughtful, but yeah, nói thiệt á, nếu mà ông chủ này là con ghẻ á, man, tối ngủ bị mình hiếp mất tiêu rồi. Nhưng mà không phải. Yeah, cũng lo nấu dịch nữa. Trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu.
Okay, anh em. Bây giờ sẽ bới cơm. Tại vì em đã ăn hẳn thì bới cơm nha. Cơm ngon quá. Cơm ngon quá. Ăn nấu cơm ngon quá chị Tâm. Mới nấu cơm ngon chứ còn gì nữa. Chứ đâu còn ai nấu cơm ngon bằng mới. Yeah, baby. And then I also like this new song. It's called Anh Thích Em Như Xưa. Yeah, basically it's talking about a girl, like this dude, he liked this girl, but in the end she changed so much. Like before, you know how girls are, they don't want money, không muốn tiền, không muốn gì hết, chỉ muốn trái tim của đàn ông, nhưng mà khúc lấy được trái tim của đàn ông, họ sẽ thay đổi vì tiền. Tới đó sẽ để mình lẻ loi cô đơn một mình. Ok, cơm, nước tương với hộp dịch. Anh thích em như xưa, dễ thương rất nghe hoài. Người ơi, người đã đổi thay rồi. Anh đã đổi dần, dù ra sao, dù thế nào. Yeah, quá ngon. Ok, bạn nha, mới ăn cơm xong mới đi học xong. Thể bây giờ 5:20 sáng, khoảng 12 tiếng nữa, 5 giờ mấy mới về tới nhà, mới sẽ làm video. Và có thể mới kêu người bạn của mới nhộm cái đầu này cơ. Nó nhộm cái màu đỏ này mới không thích gì mấy. Yeah. Bây giờ mới không có gì làm, bởi mới nhộm đầu chơi vậy nữa. Chứ xong mai mốt có việc làm rồi thì mới nhộm này đem. Nhưng mà, yeah, so, gonna head back to, I'm gonna bleach it later. Yeah, ok, bye nha các bạn. Mai mốt mấy chị sao nữa. Peace.